No. Tánh trang 258. Tức là đây Phật nói tiếp là người phàm phu hí luận cải cọ vì chẳng hiểu tạng Như Lai. Nếu nói pháp khổ, người ngu bèn cho thân là vô thường, chẳng có thể biết nơi thân có tánh lạc. Nếu nói vô thường, người phạm phu chấp tất cả thân đều là vô thường, như ngói chưa hầm chín. Nếu là người trí nên quán sát, chẳng nên nói tất cả điều vô thường, vì nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh. Nếu nói vô ngã, người phạm phu sẽ cho là tất cả Phật Pháp đều không có ngã. Người trí nên phải quan sát vô ngã là giả danh, chẳng thật, rõ biết, như vậy chẳng nên sinh nghi. Nếu nói tạng như lai là không tịch, Người phạm phu nghe như thế, sanh kiến chấp đoạn diệt. Người trí nên phải quan sát như lai là thường, không có biến đổi. Nếu nói giải thoát, dụ như quyển quá, thì người phạm phu sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát, tức là dứt mất. Người trí nên phải quan sát Đức Như Lai giải thoát, dầu có đến đi, nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Uhm, tức là đây Phật là nói rõ chỉ ra gọi là chỉ ra cái tạng bí mật sâu kín đó đó, đúng không nghĩa là vì người phàm phu, đúng không lo hí luận cải cọ là cũng bởi vì chẳng có hiểu được cái tạng như lai, đó, do chẳng hiểu được cái tạng như lai cho nên rồi nghĩa là chỉ nghĩa là hí luận à, cải cọ à, tức là theo bên ngoài thôi, thấy không? Đó theo danh, theo tướng mà chứ còn nếu thấy rồi á, thì không phải hí luận nữa, cũng không phải cãi cọ, à, như vậy tức là biểu lộ là Phạm phu là vì sống theo cái tâm sanh diệt, à, cho nên là không hiểu tặng như lai mà sống theo sinh diệt, cho nên là mới hí luận, mới cãi cọ, à, à, tức là sống theo cái có không, thấy không? còn tặng như lai á thì không phải vậy mà tạng như lai á thì lại nằm sâu dưới lớp có không phải vượt qua có không mới thấy được cho nên như vậy thì đâu có phải nghĩa là hí luận còn hí luận là nằm trong có không ha? Không? cho nên đây là một lần nữa là Phật là muốn nhắc á, cho người đó là không thể đem hí luận cải cọ mà đến được trong tạng như lai cho nên nó tạng như lai là khó thấy khó hiểu nó không giống như là cái chỗ hiểu của thường tình thế gian À, tức là thường tình tới giang gọi là lý luận mà logic rồi đó thì phải nói như sao hoặc nó có là có còn không là không một là một hai là hai <laughs> phải không đó lý luận cho nó, nó đàng hoàng vậy còn ở đây á, thì không phải vậy Heo? nó có không được nó không không được <laughs> đó, thì nói như sao đó, cho nên là không có lý luận được đó, hết chỗ để lý luận mà chính hết chỗ lý luận đó thì mới là chỗ chân thật còn có chỗ huy luận là chưa phải, đó là trong gọi là tâm lý uh, sinh diệt của thế gian thôi. À. cho nên ở đây sao nếu mà nói pháp khổ á, thì người ngu à, bèn cho thân là vô thường, không? À, tức là nó nó là khổ, nó là vô thường, cho nên rồi không biết được nơi thân có tánh lạc, tức là cái tánh À, nghĩa là an à, vui à, chân thật à, chỉ nghe nó khổ thì vậy là cho là thân này nó là vô thường nó khổ thôi à, không biết được trong thân nó có tánh thật gọi là tánh lạc chân thật à, 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 như vậy tức là thấy một bề một bên khổ hả à? à, nghiêng một bên khổ thôi không thấy được cái chỗ gọi là chân lạc tức là cái chỗ niềm vui chân thật à, do đó mà hí luận à, rồi nếu mà nói vô thường thì sao thì phạm phu là chấp tất cả thân đều là vô thường không? gì cũng vô thường hết cho nên gọi là như ngói mà chưa hầm chín ngói mà chưa hầm chín tức là chưa có dùng được không? Đó chưa có nghĩa là thuần thục cho nên nói vô thường thì rồi cái thì gọi là theo danh nghe nói vô thường cho nên chấp theo cái danh tướng vô thường đó là cho cái gì cũng vô thường hết cho nên gọi là chấp tất cả thân đều vô thường hết, vậy thì pháp thân, Phật tánh cũng vô thường luôn, nghĩa là cái gì cũng vô thường hết mà, cho nên gọi là tất cả thân đều vô thường hết, là, thì như vậy tức là phá hoại cái lý thật, ha, À, cho nên vậy là cái thấy đó là chưa tột lý, chỉ thấy một bên vô thường à, mà không thấy được gọi là pháp thân thường trụ, cho nên là nói pháp thân cũng vô thường luôn, Phật tánh cũng vô thường luôn, cái gì gọi là tất cả thân đều vô thường hết. Đó, cho nên gọi là như ngói mà chưa hầm chính đó, tức là chưa thấy chưa tột lý đó. rồi cho nên đây nó là nếu là người trí thì phải quan sát chẳng nên nói tất cả điều vô thường mà nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh tức là trong đây là có Phật tánh chứ không phải nói vô thường rồi là, là là gì cũng vô thường hết không có chủng tử Phật tánh thì Phật tánh này hay không là cái sẵn có, ha? À, dù thân này vô thường, có hoại có mất, ha? Nhưng mà Phật tánh vẫn không mất, <laughs> đó, đó, đó. Cho nên vậy thì à, không phải là phá hoại tất cả. Đó. Rồi nếu nói vô ngã, thì người Phàm phu sẽ cho là tất cả Phật pháp đều không có ngã. Đó. Nhưng mà người trí á, thì phải quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật rõ viết như vậy thì chẳng nên sinh nghi à, tức là nói vô ngã thì rồi cũng vậy đó thì rồi cái thì chấp theo cái uh, danh cái tướng cho nên là cho tất cả vậy là tất cả phật pháp cũng đều là không có ngã luôn không gì có ngã hết bởi vì vô ngã mà gọi là tất cả pháp vô ngã cho phật pháp cũng vô ngã không có gì hết thì vậy rồi cái gọi là chân ngã như lai cũng không luôn tức không có như lai like luôn <laughs> phải không tức là không có ngã mà phật tuệ trong một pháp cũng không có ngã luôn. Từ vậy không có như lai like luôn đó. như vậy thành ra gọi là ngọc đá đều hoại gọi là đều hoại hết á thật giả đều đập hết <laughs> đó à. Từ vậy thì gọi là cũng là gọi là thấy một bên cho nên ở đây phật dạy là người trí là phải quan sát vô ngã là giả danh, ừ, giả danh chẳng thật, tức là nói vô ngã, tức là sao? Cũng là cái pháp tạm lập để mà đối trị cái vọng ngã của chúng sanh, vì chúng sanh vọng chấp có ngã, nhưng mà cái đó là vọng chấp thôi, cho nên Phật nói vô ngã để mà phá cái vọng chấp ngã đó, à, đấy. cho nên thì vậy cái này là cũng là cái pháp tạm lập. À, chứ không phải là thật có đó tạm lập. Nhưng mà nếu mà chúng sanh mà hết chấp rồi thì sao? À, thì thôi pháp vô ngã này cũng thôi. <laughs> phải không? Đó đó là tạm lập mà để phá thôi. Cho nên đây là giả danh chẳng thật à, chứ không phải là có cái cái thật tánh vô ngã à, tức là không có cái ngã thật để mà vô để mà phá. À, chứ không phải nghe nó vô ngã rồi mình chấp vậy là à, có một cái ngã để mình phá, để cho nó thành vô, thành không. À, thì như vậy đó là thành ra cũng chấp thật ngã trở lại. <laughs> Nói vô ngã mà chấp thật ngã trở lại. Còn ở đây, à, để chỉ rằng như vậy thì, à, đó là chỉ là giả danh thôi, do chúng sanh vọng chấp, cho nên đây, đây cũng là giả lập, chứ không phải thật có cái ngã, để mình phá, để mình vô. Đó là mê chấp thôi. Thấy không? À, 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 cho nên rõ biết như vậy, thì sao? Đây gọi là rõ biết như vậy thì chẳng nên sanh nghi, tức là rõ vậy thì cũng không phải là sanh nghi ngờ cái chỗ chân ngã à, à, tức là như vậy thì nghe phật nói vậy là có chân ngã thì như vậy nó có trái với vô ngã phật dạy hay không bây giờ phật nói là tất cả pháp vô ngã thấy không? đó thì đây mình thấy là cũng không có gì trái hết nó vô ngã đó là cũng là cái pháp tạm lập ra để phá cái mê cái vọng chấp của chúng sanh thôi chứ không phải có cái ngã thật để mà vô thì vậy thì như lai cũng không phải bị phá cho <laughs> nên kia nghe nói như có chân ngã như lai thường trụ thì cũng không phải sanh nghi đã biết cái kia đó là do phật phương tiện để mà lập ra để mà phá chấp cho chúng sanh thôi đó, nếu mà hết chấp rồi chúng sanh hết chấp rồi thì cái lý vô ngã cũng sao không còn chấp gì đó là thôi đó thì trở về như lái đó. cho nên gọi là rõ biết như vậy thì chẳng nên sinh nghi Đó. rồi nói nếu nói tạng như lai là không tịch, Đấy không thì người phạm phu á, nghe như thế thì liền sanh kiến chấp và đòn diệt, ha coi như dứt mất hết người trí thì nên phải quan sát là như lai là thường không có biến đổi, không? tức là nói không tịch, Đấy không Đó. tức là vắng lặng rộng rang ha thì vậy thì thì sao thì người phàm phu nghe thì sanh là kiến chấp gọi là đoạn diệt đó thấy không à. như vậy thì nếu mà vậy thì nói tạng như lai là không tịch thì phàm phu chấp theo cái tướng đó thì vậy cho là tất cả đều là vắng lặng vắng lặng tức là bật hết các tướng tức là một bề là đoạn diệt thôi nó về là nó, nó, vắng lặng nó rỗng ràng thôi không có tướng gì hết không? gọi là không tịch à, vậy thành ra nghĩa là nó thiên lệch một bên Nên, còn người trí á, thì phải quan sát để biết rõ là tánh như lai á, là thường xưa nay không có biến đổi chứ không phải một bề vắng lặng diệt hết các tướng không? tức là sao tức là trong tánh như lai có đầy đủ vô lượng công đức chứ không phải một bề là không có gì hết Nên, một bề là vắng lặng các tướng hết tức là không phải phá hoại các tướng à, mà trong gọi là tánh như lai đó đầy đủ vô lượng công đức hay không đầy đủ các tướng <laughs> à, à, cho nên vậy là không phải phá hoại tướng à, à, cho nên không phải rơi vào trong kiến chấp đoàn diệt à, rồi nếu mà nói giải thoát dụ như quyển quá không à, thì phàm phu nghe theo đó thì sẽ cho rằng giải chứng rằng giải thoát đó tức là dứt mất hết Vậy nó cũng là như quyển quá thôi. À, à. bởi vì nghe nói là giải thoát là, 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 là giống như là không có được mà không có được gì, thấy không? Vậy, như quyển quá thì vậy thành ra là chứng giải thoát là không giống như là dứt mất hết không có gì. Thì người trí đó nên phải quán sát là Đức Như Lai giải thoát đó là sao? Là dầu có đến có đi, thấy không? Nhưng mà vẫn thường trụ không biến đổi. À đó, tức là sao? À, tức là nếu mà nói giải thoát, dụ như quyển quá, thì phàm phu nghe vậy thì hiểu lầm vậy là giải thoát là không có gì hết, phải không? À, giống như quyển quá thôi, tức không có thật, phải không? À, thì vậy tức là chứng giải thoát đó là cũng không có gì, thành ra hí luận gì giải thoát, à, giải thoát chỉ là hí luận thôi, chứ không có gì hết, phải không? nó này giống như quyển quá thôi, à, tức là vậy là cũng không có giải thoát thật, phải không? nó như quyển quá mà. À, 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 thì người trí thì thấy rõ không phải vậy mà có như lai giải thoát thật sự cho nên dù có hiện đến đi hoặc là sanh diệt nghe không à, nhưng mà tánh vẫn thường trụ à, tức là vẫn tự tại giải thoát tức là có đến có đi có sanh diệt không nhưng mà như lai vẫn là tự tại giải thoát à, chứ không phải là không có tánh thật giống như là quyển quá à, à, cho nên à, người mà chứng được giải thoát, không thì đều có thể nghĩa là cảm nhận được cái lạ thật đó, chứ không phải như quyển quá là không có gì hết, là không có cũng không có chứng nghiệm gì hết được hết, hay không à, còn đây có chứng nghiệm rõ ràng à, giống như như lai ở trong sanh tử đó mà vẫn tự tại giải thoát, Thấy không à, 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 cho nên phàm phu á là còn nằm trong hí luận cho nên không thấy được đến cái chỗ chân thật giải thoát cho nên chỉ hí luận thôi nghe nghe là nghe nghe đó rồi hí luận bàn thôi chứ chưa chứng thật không đó, cho nên nói gì nói là cũng sao cũng không đụng đến giải thoát được <laughs> đó, cho nên chỉ hí luận à nói nghe rồi tưởng tượng rồi nói thôi tức là chấp theo danh à, theo tướng rồi đó là bàn chứ không có chứng thật là cho nên đó là à, gọi là hí luận, thấy không? Rồi đây Phật nói rõ thêm, nếu mà nói vô minh làm nhân duyên mà có các hành pháp, thì người phạm phu liền phân biệt, tưởng rằng có hai pháp minh đến vô minh, người trí rõ biết tánh nó vốn không hai, à, tánh không hai đó tức là thật tánh, Thấy không? À, tức là về pháp 12 nhân duyên à, thì đây đúng là nếu mà người mà không có thật chứng được không? thì nghe nói rồi cũng là hí luận ở trên chữ nghĩa hí luận trên chữ nghĩa thì không thấy được gọi là cái chỗ à, lý chân thật của 12 nhân duyên cho nên rồi cũng không có sao, cũng không có giải thoát được <laughs> Đó, à, cho nên Nghe nói vô minh làm nhân duyên sanh các hạnh phải không? Thì người Phạm Phu liền phân biệt, gọi là phân biệt tưởng. Phân biệt tưởng tức là không có thật, gọi là theo cái tưởng phân biệt thôi. À, nghe nói như vậy thì chấp là thật có vô minh, thật có hành. Đó, tức là hai cái thật. Và nghe nói vô minh làm nhân duyên cho hành, thì vậy là vô minh là có thật, thật tánh của vô minh, rồi có cái thật tánh là minh, hai cái đó đều có thật hết. Đó. Bởi vì chính vô minh làm nhân duyên cho hành này nè, thì vô minh phải có thật, có thật cho nên mới làm nhân duyên sanh hành. À. Còn nếu nó không có thật thì làm sao làm nhân duyên sanh hành được? À. Cho nên giải chấp vô minh là thật, mà vô minh thật thì có minh thật, hai pháp thành hai pháp minh và vô minh đều thật hết. À. Đó, cho nên đó là chỗ hy luận đó. À. đó. cho người trí thì rõ biết tánh nó không hai, mà chính tánh không hai đó mới là thật tánh, nghĩa là người trí không giờ thấy rõ cái đó đều là do chúng sanh mê cũng là tạm lạp thôi à, chứ không phải thật có cái tánh minh đối với tánh vô minh. Còn chúng sanh nghe vậy đó thì liền chấp về thật có cái tánh minh đối với cái tánh vô minh là hai cái. Đó. À, cho nên đó gọi là thuộc về hai pháp, cho nên thuộc về phân biệt tưởng đó. À. Còn đây thì người trí thấy rõ tánh vô minh đó tức là minh, không <laughs> phải ngoài tánh minh có tánh vô minh thành hai tánh, phải không, mà đây thì thấy rõ chính tánh vô minh đó là minh chứ không gì khác hết, không riêng có cái tánh gọi là thứ hai nào khác, tức là mê cái tánh minh thì gọi là vô minh, phải không? ngộ được vô minh thì trở lại tánh minh, cho nên không có hai tánh, vậy thì không có cái gọi là thật diệt cái vô minh rồi mới được minh. Ừ, phải không à, mà do nghĩa là ngộ được vô minh rõ được vô minh rồi thì trở về tánh minh thôi chứ không phải thật có cái vô minh để diệt là rõ kiểu kiểu vậy chứ còn nếu mà vô minh mà nó thật có tánh đó, thì đúng là mình cũng hết tu <laughs> phải không thật có tánh thì là làm sao diệt à, giống như sáng tối vậy thôi Thấy không à, khi mà có tối thì không có sáng Thấy không còn có sáng không có tối. À, vậy tức là cái tối, cái sáng nó không có cái tánh thật. À, chứ nếu mà cái tối mà nó có tánh thật, á, thì dù cho mình đem đèn mình rội tới, thì nó cũng còn tối à. Cái tánh nó không có mất. À, nó, còn ở nó tối nó không có tánh thật. Cho nên rồi khi mà à, thắp đèn sáng lên, thì nó hết tối. À, nó không có tánh thật. À, 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 thì đây cũng vậy, vô minh nó không có tánh thật. À, do mê thôi, cho nên mình ngộ vô minh, thì nó trở lại tánh minh. Nào cho nên vậy thì rõ ràng ha nghĩa là cái cái mô minh đó là do chúng sanh mê gọi là vọng sanh gọi là vọng sanh vô minh là vọng sanh à. rồi minh cũng vậy cũng không có cái tánh thật riêng ngoài vô minh cho nên không phải tánh gọi là tách rời vô minh để tìm tánh minh là thành hai cái không à, cho nên trong kinh viên giác á, thì dụ là như người mà gọi là à, đi ban đêm mà lầm phương hướng đó không? tức là lầm phương đông thành phương tây à, tự vậy là, rồi sau thì thắp đèn lên thì thấy rõ là phương đông là phương đông phương tây phương tây vậy khi lầm đó là không phải có thêm một cái phương đông thêm cái phương tây thứ hai nữa <laughs> phải không cái đó là chỉ do lầm thôi chứ không phải có thêm cái thêm cái phương đông rồi thêm cái phương tây nữa nếu mà thêm một cái nữa là khi mình thắp đèn lên sáng lên thì nó có hai cái phương đông là hai cái phương tây <laughs> phải không? Nà, cái này thì không phải vậy đó là chỉ vô mê thôi. Thì cái này cũng vậy, không? Vô minh là không phải là thật có cái tánh vô minh rồi thành ra nó ngoài cái tánh minh hai cái. Nà. Rồi nếu nói các hành làm nhân duyên có ra thức thì người phạm phu cho rằng lại có hai hành cùng thức, người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai, đó tức là thật tánh, thì hành và thức cũng vậy. Nếu mà chúng sanh nghe nói do do hành mà có thức thấy không tức là nhân duyên đó hành có thức, thì vậy tức là có hành có thức hai cái. <laughs> đó thì vậy thành ra có hai cái tánh thật đối với nhau à, vậy thì chính là vậy là không hiểu được cái nghĩa nhân duyên mà Phật muốn nói khi Phật nói nhân duyên đó là chỉ cho nó là không có tánh thật cho nên gọi là nhân duyên tức là sở dĩ mà hành nó có là nhân tức là thức nó có là nhân hành mà như là hành nó có là cũng do đối với thức ha vậy à, mà đã nhân duyên đối nhau thì tất nhiên là nó không phải thật có tánh à, cho nên mới gọi là nhân duyên cho nên khi nói nhân duyên là để chỉ cho nó điều là không có tánh thật à, chỉ do duyên sanh thôi tức là nhân có này mới có kia nếu không có này thì kia cũng không có <laughs> cho nên gọi là, là là, là, duyên sanh à, à. còn nếu nó có thật rồi á, thì không cần phải nhân duyên <laughs> đó và mà, mà hiểu kỹ điều đó phải không nếu nó có thật rồi không cần phải nhân duyên còn này cần nhân duyên tức là nó không có tánh thật cho nên phải nhờ có cái này thì mới có cái này ha. À. còn nếu không có cái này thì cũng không có cái này luôn à, thì vậy tức là nó không có tánh thật đó. mà không có tánh thật tức là nó tạm tạm lập thôi đó. thì ý phật nói nhân duyên là như vậy để chỉ ra nghĩa là sanh tử đó, nó cũng không có tánh thật tức là do cái này có cho nên mới có cái này thôi còn nếu cái này không nên này cũng không đó. cho nên người còn người mê đó, nghe vậy thì liền lầm chấp là thật có hai pháp nhân duyên <laughs> tức là hai pháp là làm nhân duyên đó à, như vậy tức là thật có cái này sanh ra cái kia đó chính chỗ đó là chỗ lầm đó tức là chúng sanh để nghe nói nghe phật nói là do nhân duyên là do nhân hành mà sanh thức thì liền chấp về thật có hành sanh ra thức <laughs> về thật có sanh về thật có sanh rồi phải không tức là thật có cái thức mà sanh từ cái hành nè à, thì vậy là là sai ý phật còn ý phật nói nhân duyên đó là chỉ do là nó sanh đó là không có thật sanh à, nó tạm nương cái này tạm nương kia có thôi à, vậy tức là sanh không có thật sanh thì khiến cho mình ngộ ngai sanh tức là vô sanh đó là ý nhân duyên là chỗ đó chứ không phải là nói như ý nhân duyên là là như vậy thì có cái sanh tử thật từ nhân duyên mà sanh đó, vậy thì làm thành làm chấp cái pháp nhân duyên luôn đó. À, cho nên ở đây để Phật dạy rõ không để thấy rõ à, như vậy thì nó đều là không có hai tánh thật tức là không có hai tánh mà người trí rõ biết vậy đó thì thấy được cái tánh không hai đó mới là cái thật tánh, ha? là thì như vậy tức là để chỉ ra, thấy không là cái sanh chỉ là vọng sanh, à, mà sanh đã vọng sanh thì diệt cũng chỉ là vọng diệt, thấy không? đó, à, đó, hả? À, mà tánh đó là không hai, không mà không hai tức là sao? tức là không thật có sanh diệt, thấy không? không thật thì như vậy liền ngộ ra ngay khi sanh tức là không sanh, tức không phải diệt cái sanh mới thành vô sanh, Đó. vậy tức là ngay sinh tử là niết bàn, ý là Phật nói nhân duyên là rõ ràng là như vậy, còn người không khéo thì chấp thành ra thật có sanh, rồi nếu nói thập thiện, thập ác có thể tạo tác, không thể tạo tác đường lành, đường dữ. À, pháp lành pháp dữ người phạm phu nghe đó cho là có hai người trí rõ biết tánh đó tánh đó không hai tánh không hai đó tức là thật tánh vậy tức là à, à, thiện ác lành dữ không cũng vậy nói pháp thập thiện à, pháp thập ác đường lành đường dữ không cũng đều là nhân duyên đối đãi mà tạm lập không chứ không có gọi là thật cái tánh lành thật cái tánh giữ đối đại nhau thấy không tức là có hai cái cái tánh lành tánh giữ nó đối nhau Đó. đây cũng là cái pháp tạm lập nào cho nên người trí thấu rõ tánh nó vốn không hai Đó. thì tức là nó không có tánh cố định giữ là giữ mãi thấy không? tức là không có tánh giữ là giữ mãi thấy không? chứ nếu mà thật sự mà nó có một cái tánh lành rồi có tánh giữ Thì tánh giữ đó Hai người giữ là giữ mãi Phải <laughs> có tánh giữ rồi đó, Thì giữ mãi thôi Dù có tu thì cũng cũng giữ Tánh nó cố định rồi mà Và như vậy thì tánh lành Nó cũng cố định là lành rồi Thì không thể Người giữ tu để chuyển thành lành Bởi cái tánh lành này nó sẵn lành Không thể tu chuyển cái giữ thành cái lành được đó. Hai cái nó đối đại nhau thì vậy là hết tu. À, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là hiểu lầm. Không? Còn ở đây thì nó không có tánh thật. Không? À, cho nên là mình có thể chuyển giữ thành lành. Còn đang lành đó cũng thể chuyển thành giữ. <laughs> Phải không? Đang vui vẻ ai chọc cây săn lên thì giữ cái gì nữa. <laughs> Phải không? À, thì nó không có tánh thật. à. à. À, còn sân thì ngộ biết là sân là vậy là là bậy quấy rồi thì nghe là bỏ không sân nữa thì trở lên lại lành <laughs> thì nó không có tánh thật à, thì chính không có tánh thật đó cho nên mới tu vậy cho nên người giữ có thể chuyển thành người lành Hai không <laughs> Rồi nếu người dành người lành mà không khéo tôi cũng có thể chuyển thành người giữ à, cho nên cái đó hiểu cái đó thì mình à, không có cố chấp Hai không người mà mà vậy mình mới vượt lên cả lành dữ chứ còn sống trong lành dữ đó thì cũng còn nguy hiểm <laughs> cho nên bây giờ tôi thấy lành vậy đó nhưng mà có thể chuyển thành dữ <laughs> không? À, à, cho nên là không phải gọi là à, tự hài lòng à, mà đúng vậy không cho nên có khi là chưa còn sống ở trong cái đối đại đó cho nên là khi là, à, ban đầu á không? Thấy là, là phát tâm tu, tức là lành tốt lành quá, nhưng mà tu hồi thì sao? <laughs> đó, à, nó chán rồi, nó cũng chuyển lại cho lại. Đó không đó, Thì đó là nó không có tánh cố định. À, à, cho nên à, cho nên cái lành cái giữ đó cũng là cái gọi là do mê, mình quân tập. Cái lành cái giữ là mình quân tập, chứ không phải là cái tánh có sẵn, không? cố định. Không? Đó. Nghĩa là mình quân tập theo chiều lành thì nó là lành quân tập theo chiều dữ thì nó là dữ phải không? À, à, tức là đó là do mê không? À, à, tạm lập ra do quân tập đó còn tánh thật á, thì xưa nay thường trụ không biến đổi thì nó đâu có sanh dữ cũng đâu có sanh lạnh không? À, tánh thật là nó không có sanh dữ không có sanh lạnh à, thì vậy thấy được cái tánh không hai này á thì tức là vào kho như lai không? À, thì vượt lên cả lành dữ hay không là cho nên rồi nếu mà bồ tát mà vào được cái kho như lai này vượt lên cái lành dữ rồi thì sao thì mới là tự tại cho nên là các ngài có khi là hiện lành hiện giữ được <laughs> phải không tức là bồ tát khi bồ tát nghịch hạnh là vào hiện giữ chứ gì nữa Hay không còn bồ tát từ bi là hiện lành là các ngài có thể tùy hiện được bởi vì nó không có tánh cố định mà chứ còn nếu có tánh cố định là làm sao hiện <laughs> nó cố định gì rồi thì mà, thế giới bồ tát nó cố định là lành rồi thì không thể giữ được <laughs> phải không à, còn này bồ tát thì vượt lên cả lành giữ cho nên các ngài có thể gọi là à, gọi là tùy duyên mà ngài có thể hiện lành hiện giữ được tuy hiện lành hiện giữ nhưng mà ngài, các ngài không quá phải ở thành cái lành cái giữ thấy không ta vượt qua ngoài lành giữ à, à. còn mình à, thì nhiều khi làm là gọi là nghe vậy là cũng làm bắt trước làm Bồ Tát hiện giữ thành dữ luôn. <laughs> phải không? Tức là là làm, làm bổ sân đó, mà, mà sân thiệt. Phải <laughs> không? Thì cái đó là không phải thứ thiệt. À, cho nên đây học kỹ rồi thì mới thấy được ý nghĩa à, chân thật Phật có dạy đó. Không? À. Rồi nếu, nếu nói là nên tu tất cả pháp khổ thì Phạm Phu cho rằng có hai người trí rõ biết tánh kia không hai tánh không hai đó tức là thật tánh. Không? Rồi nếu nói tất cả hành pháp là vô thường thời tạng như lai cũng là vô thường Phạm Phu cho rằng có hai người trí rõ biết tánh đó không hai tánh không hai đó tức là thật tánh. Rồi nếu nói tất cả pháp vô ngã tạng như lai cũng không có ngã thì phạm phu cho rằng có hai người trí rõ biết tánh đó không hai tánh không hai đó tức là thật tánh thì ngã với vô ngã đó nơi tánh không có hai thứ tạng như lai nghĩa tánh vô lượng vô biên như vậy là chỗ mà chư phật đều tán thán hôm nay ta ở nơi trong kinh thành tụ tất cả công đức này đều đã nói rồi Đó, như vậy À, tức là nếu mà nói là tu tất cả pháp khổ, không à, thì phàm phu cũng cho rằng có hai, không à, tức là thật có cái tánh khổ, thật có tánh vui là hai tánh, không à, nhưng người trí thì rõ biết tánh là không hai, là à, tức là khổ không thật có tánh khổ, vui không thật có tánh vui ngoài tánh khổ, cho nên ngay khổ mà vượt lên khỏi khổ, khổ. À, à, chứ không phải là mà diệt khổ không bỏ khổ ngoài cái khổ tìm cái tánh vui riêng mà ngay chính trong ngay khổ mà vượt lên khỏi khổ tức là làm chủ trở lại khổ vui cho nên rồi người trí không bị khổ vui nó làm động không không mắc kẹt ở trong khổ vui còn mình thì mắc kẹt hoặc bên khổ hoặc bên vui cho nên mắc kẹt bên này bên kia à, còn người trí thì vượt lên cả khổ vui cho nên rồi khổ vui không làm đồng được đến người trí đó. vì thấy nó là tánh nó là không hai còn mình thấy là có hai tánh cho nên rồi à, mắc kẹt hoặc bên khổ mắc kẹt hoặc bên vui mặt bên này hoặc bên kia đều mắc kẹt bên, bên. Đó. rồi cũng vậy nếu nói tất cả hành pháp nó là vô thường không? thì rồi cái thành ra cái tạng như lai cũng là vô thường luôn không? các pháp vô thường tại như lai tạng đó kho như lai cũng là vô thường luôn thì phàm Phu vậy là cho cho hai cái tánh cho nên rồi nghĩa là không thấy được cái thật còn người trí thì thấy rõ tánh nó là không hai không à, tức là à, người mê á thì thấy nghe là vậy thì à, à, các pháp hành pháp đó hành pháp tức là những cái pháp mà tạo tác đó cho nên nó là vô thường rồi tạng như lai cũng vô thường tức là thật có cái tánh vô thường ngoài cái kho như lai tức là như lai tạng đó ngoài như, tảng, như lai tạng có tánh vô thường nữa thì như vậy cái tạng như lai này cũng bị cái tánh vô thường nó nó làm cho vô thường luôn nó đến làm cho vô thường luôn có hai tánh không người trí thì, thì thấy rõ rõ trở lại là vô thường cũng không có thật tánh của nó chỉ là một tánh như lai thôi do mê tánh như lai cho nên vọng sanh các pháp vô thường đó mê tánh như lai này cho nên vọng sanh ra theo các pháp vô thường đó còn ngộ rõ vô thường nó vốn không có thật tánh tức là trở về tánh như lai xưa nay chưa từng sanh đó thì cũng không có tánh vô thường nào đi khác nữa, đó cho nên là ngay trong vô thường mà làm chủ trở lại, đó thì đó chính là đại niết bàn, chứ không phải bỏ cái này đó, rồi mới đến cái kia, đó cho nên đại niết bàn là như vậy đó, không, rồi vô ngã cũng vậy, nếu nói tất cả pháp vô ngã thì tạng như lai cũng không có ngã luôn, đó cho nên phàm phu về cho là có hai cái hai hai tánh còn người trí thì biết rõ là tánh không hai. Đó. Đó. tức là phàm phu nghe nói như vậy thì liền chấp như vậy thì cho rằng như vậy thì tất cả đều là là vô ngã, cho nên về thật có một cái tánh vô ngã ngoài tánh Như Lai nữa. Hay không? Đó. giờ tánh Như Lai cũng vô ngã. Đó, Đó. vậy thì là thành hai tánh, Hay không? Đó. Tức là sao? Còn người trí thì thấy rõ là thật không có cái ngã gọi là cái ngã sanh tử ngoài như lai thấy không? À, rồi phải diệt cái ngã đó để mà trở về như lai thấy không? À, cho nên điều chỉ là vọng chấp thôi thấy không? khi mà rõ được vọng thì chính là chân rồi à, chứ không phải có hai tánh gì nữa hết cho nên đây học rồi thì cần phải thấu rõ cái tánh không hai này đó đó là quan trọng đó. thấu rõ được cái tánh không hai này à thì trừ cái tâm gọi là lấy bỏ đây kia tức là cái phân biệt tưởng, thấy không? Đó, thì vậy mới là thật sạch cái dấu vết của cái ngã mới lầm không? cho nên đây tóm lại Phật mới tóm lại là ngã với vô ngã đó nơi tánh thì vốn không có hai thứ, đúng không? Rồi, tức không có cái hai cái tánh đối lập nhau, một tánh là vô ngã, một tánh là ngã, <laughs> đối lập nhau. Rồi. À, cho nên rồi phật nhấn mạnh lại không tạng như lai đó nó là cái nghĩa tánh vô lượng vô biên như vậy đó là chỗ chư phật đều tán thán à, tức là không phải mình đức phật thích ca thôi mà chư phật đó đều tán thán ở chỗ đó thì hôm nay ở trong kinh này gọi là kinh mà thành tựu tất cả công đức đó phật đã nói rồi đã nói rồi đó nói rồi tức là khai thị cho rồi à, thì mình khéo không? nhận để sống à, chứ còn tức là trước kia Phật chưa chưa nói <laughs> bây giờ nói rồi là phơi phơi bài hết rồi là thì không còn giấu giếm gì nữa hết là ở đến đây Phật nói thêm này thiện nam tử ngã cùng vô ngã là tánh và tướng không có hai thứ ông phải thận trọng thọ trì như vậy ông cũng phải ghi nhớ À, giữ gìn kinh điển này như ta ngày trước à, trong kinh đại bát nhã cũng nói ngã và vô ngã không có hai thứ, không? tức là đây là phật dặn dặn dò kỹ đó không? là phải thọ trì cái nghĩa cái nghĩa tánh không hai đó đó tức là ngã và vô ngã tánh tướng không hai đó Cho nên đây là phải thận trọng thọ trì không? rồi phải ghi nhớ gìn giữ kinh điển này và tức là luôn nhớ giữ gìn cái tánh gọi là như lai thường trụ này, để mà vượt qua các cái tướng đối đại đó, thì mình không còn kẹt nơi ngã và vô ngã, Thấy không, đó. thì như vậy tức là mới gọi là thật nghĩa là đi vào gọi là đại nước bàn đó còn mắc kẹt, rồi thì còn gọi là thiên lệch, nên đây là Phật cũng dẫn dẫn trước kia ở trong kinh Đại Bát Nhã thì Phật cũng có nói là ngã và vô ngã không có hai thứ tức là trong bát nhã thì nói sao ngã vô ngã đều tánh không đều tánh không tức là không có hai vậy thì cái, cái ngã cũng là tánh không vô ngã cũng tánh không không có hai thứ tức là đều không có tánh cố định của nó thì như vậy đó là mở cái trí gọi là bát nhã chính trí tuệ bát nhã đó thấu suốt được nó tánh nó là không hai thôi thì giờ ở đây phật nói ngay và mà trước trong bát nhã đó, đó phật cũng nói là không hay rồi đều là tánh không đó, cho nên hiểu được rõ được thấu tánh không đó thì không mắc kẹt hoặc bên này hoặc bên kia đó, chứ không phải là nói nó không rồi mắc kẹt bên không rồi hoặc là nó có mắc kẹt bên có đó là mắc kẹt ở trong hai cái tánh đối đại kế là phật có nói cái ví dụ để rõ thêm là này thiện nam tử như do sữa thành lạc rồi do lạc thành sanh tô do sanh tô thành thục tô do thục tô đặng chất đề hồ thì chất lạc đó là từ sữa sanh ra hay là nó tự sanh hoặc do cái khác sanh ư nhận đến đề hồ cũng lại như vậy nếu từ cái khác sanh thời là lẽ ra chẳng phải do sữa mà thành nếu chẳng phải từ nơi sửa sanh thời sửa thành vô dụng đối với lạc bởi sửa vốn không có lạc nếu lạc tự nó sanh lấy nó lẽ ra chẳng từ sửa lần lần biến thành lạc nếu lần lần biến thành thời là chẳng sanh chung uhm. nếu chẳng sanh chung thời cả năm thứ không đồng một thời uhm. Dầu chẳng đồng một thời nhưng quyết định chẳng phải từ nơi chỗ khác mà có phải biết trong chất sữa đã có tướng của chất lạc vì nhiều vị ngọt nên chẳng thể tự biến dẫn đến chất đề hồ cũng lại như vậy do con bò cái ăn cỏ uống nước huyết mạch chuyển biến mà đặng có sữa nếu nó ăn cỏ ngọt thời sữa nó nhiều vị ngọt nếu nó ăn cỏ đắng thời sữa nó có lẫn vị đắng À, núi tuyết có thứ cỏ tên là phì nhị bò cái ăn cỏ phì nhị thời đặng thuần chất đề hồ không có những màu xanh vàng đỏ trắng đen do cỏ lúa làm nhân duyên mà sữa bò có màu dị khác nhau cũng vậy các chúng sanh do minh cùng vô minh vì nghiệp làm nhân duyên mà sanh có hai tướng nếu vô minh chuyển thời biến làm minh à, tất cả những pháp thiện bất thiện vân vân cũng lại như vậy không có hai thứ à, tức là đây là thí dụ không? sữa rồi nó thành lạc rồi do lạc thành sân tô sân tô thành tục tô tô thành đệ hồ đó à, thì quán kỹ vậy đó thì để thấy rằng đây là cũng gọi là nhân duyên đó không? vậy trong đó là nó cũng không có để thấy rõ là cái tánh không hai đó à, tức là theo nhân duyên mà nó có chuyển biến thôi chứ trong đó không có hai tánh tức là không có cái tánh sữa riêng rồi cái tánh lạc riêng cái tánh sanh tô riêng cái tánh thuộc tô riêng cái tánh đồ hồ riêng à, giống như mình giờ là sữa vô ua đó cũng từ sữa làm vô ua để không phải có cái tánh sửa riêng cái tánh vô ua riêng không không phải hai tánh là cho nên ở đây mới nói rằng chất lạc đó đó là từ sữa sanh ra hay là nó tự sanh tức là nó có nó là nó có tánh riêng của nó hay không là hoặc là do cái khác sanh ra à. nếu mà từ cái khác sanh á không thì lẽ ra nó chẳng phải từ sữa mà sanh mà thành không? nếu mà lạc không từ khác sanh thì không phải từ sữa mà sanh ví dụ vua mà nếu nó không phải nó do cái khác sanh thì nó thể múc ly nước để thành nó sanh vua chứ không phải lấy sữa lấy sữa làm vua <laughs> không là mà nó từ sữa sanh không cho nên nếu mà gọi là nếu mà nó chẳng phải từ sữa xanh thì vậy là sữa thành vô dụng với nó không cần phải sữa không? À, bởi vậy gọi là bởi sữa không có lạc đó còn nếu mà nó tự nó xanh lấy nó đó không? thì lẽ ra là chẳng phải cần từ sữa nó, lần lần nó biến chuyển nó biến thành ra nó lạc à, cho nên là từ sữa xanh rồi à, nó lần lần nó biến không? thì đó cũng là nó nó theo cái nhân duyên nó có nhân duyên à, mà nếu lần lần biến như vậy đó thì sao? thì tức là nó chẳng có xanh chung, Thấy không? Đúng không? Ừ. À. tức là như vậy thì nó không có xanh chung với, với, với sữa, không? và cái vị nó cũng khác, tức là ví dụ với ua thì vị nó chua, sữa nó ngọt, nó khác. Không? nhưng mà nó từ sữa xanh chứ không phải từ cái khác xanh. À. À. như vậy thì gọi là không thể nói gọi là, là quyết định nó là từ nơi khác xanh, không? nhưng mà nó cũng không phải gọi là cùng sanh chung với sữa mà sữa nó, nó theo nhân duyên mà nó chuyển biến đó, theo nhân duyên mà chuyển biến cho nên đây gọi là phải biết là trong chất sữa đã có cái tướng của lạc chứ không phải ngoài sữa mà riêng có đó, tức là không có không có hai tánh đó, đó. cho nên thí dụ đó giống như là gọi là bò, bò cái không ăn cỏ uống nước không rồi trong huyết mạch nó chuyển biến thì đặng có sữa thì nếu, ăn có, có ngọt á thì sữa nó nhiều vị ngọt ăn có đắng thì sữa nó nhiều vị đắng không nhưng mà nếu mà ở trên nước tuyết có cái cỏ phì nhị cỏ này gọi là nó gọi là nó có loại có nó thuần nó không có cỏ tạp trong đó cỏ tốt đó thì bò cái ăn cỏ này á thì nó cho ra thuần chất đệ hồ vậy tức là theo duyên không? Nó, nghĩa là người đã ăn uh, ăn cỏ đắng thì nó, nó sữa nó có chất đắng không? còn nó ăn cỏ uh, tốt thì nó uh, tức là ăn như là ăn cỏ uh, tốt thì nó xanh ra sữa có chất ngọt còn nếu mà là, ăn cỏ mà phì nhị này thì nó sanh ra thuần chất để hộ. Nó, uh, thì như vậy cho nên là kết lại phải nói cũng vậy các chúng sanh do minh cùng vô minh nó vì cái nghiệp làm nhân duyên đó mà sanh ra có hai tướng cho nên là nếu vô minh mà nó chuyển biến thì nó chuyển thành minh tức là theo duyên mà nó chuyển đó, vậy tức là nhấn mạnh, đó, nhắc cho mình đó để cho mình thấy rõ là mình chớ theo cái duyên chuyển biến đó mà quên mất cái thật tánh không hai đó, đó là chỗ Phật muốn nhắc đó tức là đừng có theo cái duyên nó chuyển đó mà quên mất chỗ cái, là cái thật tánh không hai của mình đó à, cái đó à, cũng như tâm mình không? tâm mình theo duyên mà mình biết tất cả không? theo duyên mà nó biết cái này biết cái kia thấy không à, nhưng mà mình đừng quên mất cái thể biết mà vốn tự xưa nay đó, đó. À, thì cái đó là cái chỗ tu của mình đó à, tức là theo duyên tức là theo duyên À, theo duyên à, tốt thì nó cũng biết tốt, theo duyên xấu cũng biết xấu, không? À, à, theo duyên à, à, đẹp thì cũng biết đẹp, thế, theo duyên mà nó biết cái này biết kia biết đủ hết, không? rồi cũng theo duyên mà nó chuyển biến, không? cũng là cái, cái, cái gọi là cái tâm mình đó, không? ví dụ như là người mà mình không có tu đó, thì theo duyên tốt thì nó chuyển thành tốt, theo duyên xấu thì chuyển thành xấu, phải không? Và người mà không biết tu đó thì ở gần, gần mấy người thì sao? gần gần người xấu thì dần gần nó quân tập cũng thành xấu không gần gần người tốt thì buôn tập như điều tốt đó, đó là theo duyên chuyển biến nhưng mà mình biết tu thì biết cái đó là theo duyên mà chuyển biến nhưng mà còn cái thật tánh thì không hai cho nên mình phải khéo làm sao mà để theo duyên nhưng mà không được quên mất cái thật tánh không hai của mình đó đó là mình mới sống trở về với đạo không đó. đó tức là thí dụ không để theo duyên hoặc là thiện ác rồi mới biến thành ra theo thiện ác nó nó hai đó mất cái gốc của mình còn mình biết rõ vậy thì giữ không? để không mất cái tánh công ai của mình thì vậy để thấy rằng vậy thì cái duyên bên ngoài hoặc thiện hoặc ác đó cũng là gọi là cái duyên cái duyên chuyển biến thôi thì vậy mình vượt lên cả thiện ác như các kỳ bồ tát Thấy không? thì không bị cái duyên thiện ác đó nó chuyển mà luôn sống trong cái tánh không hai thì như vậy thì uh, có khi thì mình gì uh, gọi là quá độ chung sanh cho nên đời uh, hiện thiện thiện ác mà không bị thiện ác nó chuyển <laughs> Đó không không bị thiện ác nó chuyển là mất cái tánh không hai của mình nó thì đó là uh, gọi là sống trong đạo Đấy không đó. cho nên đó đây là Phật mới nói rõ lại đó à, nếu vô minh mà chuyển biến thời chuyển thời thời biến thành minh thì tất cả những pháp thiện bất thiện vân vân cũng lại như vậy đó là nó gọi là không có hai thứ đó nó do cái duyên chuyển biến thì đến đây thì bộ ca diếp bồ tát mới bạch Phật là thế tôn như lời Phật nói thì trong sữa có tướng lạc nghĩa đó như thế nào thế tôn nếu nói rằng trong sữa quyết định có tướng lạc do vì vi tế chẳng thấy được thế sao lại nói từ nơi sửa mà thành lạc phàm trước vốn không mà nay có thời gọi đó là sanh à, như lạc đã vốn có thì sao lại nói là sanh không nếu nói trong sữa quyết định có tướng lạc thời trong cỏ lúa lẽ ra cũng có sữa nếu không và trong sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa à, nếu nói trong sữa quyết định không có lạc thế sao nhân sữa mà đặng thành lạc nếu trước vốn không sao mới sanh ra có thời cớ gì trong sữa chẳng sanh ra cỏ lúa không à, tức là đây để phá về cái gọi là cái thấy có không chấp quyết định là có quyết định là không, không? À, đã nói là nhân duyên <laughs> không? mà mình chấp quyết định là có quyết định là không thì đều mắc kẹt hết đúng không cho nên nghe nói là trong sữa à, có tướng lạc tức là lạc từ sữa xanh đó thì giờ mình chấp quyết định à, trong sữa có tướng lạc rồi nếu chấp quyết định vậy đó thì tức là sao thì nó mắc kẹt nếu nếu chấp quyết định mà trong sữa có tướng lạc rồi á thì tức là không cần phải nhân duyên mới có Vậy để nó tự nhiên có hả à? để sửa tự nhiên nó có lạc bị trong cái quyết định có tính lạc rồi đấy không à, cũng để phá cái chấp có không đó cũng như là bây giờ là nhiều vị mà học mà kiểu là hy luận đó thí dụ nghe nói là sao trong mình là có phật tánh sẵn rồi thì cứ để nó thì nó cũng ngộ à không? không cần tu nó cũng ngộ phải không nó có sẵn rồi không? đó là gọi là chấp cố định đó tuy nó có sẵn nhưng mà cũng phải sao cũng phải nhờ nhân viên tu hành gàn lọc phiền não vô minh thì nó mới hiện chứ không phải nó chấp cố định có sẵn là để dạy cái nó thành để dạy thành phật không cần phải tu gì hết à, thì đây vậy không phải chấp là cố định nó có sẵn trong đó hoặc cố định là không tức là chấp cố định là có chấp cố định là không đó đều là chấp kẹt đúng không cho nên đây à, Bồ Tát đã dép ngài hỏi Phật gạn lại đó để cho rõ cái nghĩa đó, không? Tức là nếu mà mà trong sữa mà gọi là nó cố định đó, không? Có lạc rồi đó, không? Thì không gọi là gọi là đây gọi là không gọi là xanh đó. Nếu trước nó vốn nó phải vốn không từ từ không mới nó có mới gọi là xanh, không? Còn nó đã sẵn có rồi thì không gọi là xanh, cho nên không thể gọi là sữa xanh lạc, không? Đó. rồi nếu mà nói vậy trong sữa vốn sẵn có lạc thì cũng vậy giống như là vậy trong cỏ lúa nó cũng sẵn nó cũng có sữa bởi vì nó ăn cỏ lúa xanh sữa <laughs> đó, phải không vậy là cỏ lúa nó có sữa đó, đó, thì vậy đó gọi là chấp cứng một bên đó. còn nếu nói quyết định là không đó, thì cũng mắc kẹt cho nên nếu là trong sữa vậy thì nếu quyết định là trong sữa không có lạc không? thì tại sao lại lạc từ nước sữa mà sánh không? mà không từ nước sánh <laughs> đó, phải không đó. cho nên rồi nói quyết định là có quyết định là không Đó, đều là mắc kẹt cho nên đây là Bồ Tát cho giúp ngày gạn hỏi Phật lại đó về cái nghĩa có không này đó để đưa về trung đạo đó, để Phật giải thích rõ để đưa về trung đạo đó thì đây Phật dạy Thiện Nam Tử chẳng nên nói quyết định trong sữa có lạc hay trong sữa không có lạc cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh tức là đây để ngừa ngừa bệnh đó. tức là trong sữa không thể nói quyết định trong sữa có lạc hoặc trong sữa không có lạc nhưng mà là con rồi, rồi, phật cũng ngừa thêm bởi vì nếu có người nghe vậy thì nếu, thì nếu vậy trong sữa không thể nói quyết định là có lạc hay không lạc thì có thể là lạc nó từ nơi khác sanh cho nên Phật cũng ngăn luôn không thể nói từ nơi khác sanh luôn à, <laughs> à, Nếu nói trong sữa quyết định có lạc á thời chất và vị của hai thứ sao lại khác nhau vì thế nên chẳng nên nói trong sữa quyết định có chất lạc không Tức là nếu nói trong sữa quyết định có chất lạc không? thì tại sao gọi là cái chất vị của nó nó khác tức là sữa nó có nó ngọt còn lạc này nó, nó hơi chua hơn không Đó, nó khác đó. cho nên không thể nó quyết định như vậy được đó. còn nếu nói trong sữa quyết định không có lạc thì cớ sao trong sữa chẳng sanh vật khác đó. sữa nó nó không có lạc mà nó, nó sanh lạc thì vậy, nó, tại sao nó không sanh muối đi đó. đem chất độc pha vào trong sữa lúc sữa đó thành lạc thời chất lạc đó, đó. giết chết người vì thế nên chẳng nên nói rằng trong sữa quyết định không có chất lạc nha tức là về thì cái chất chất độc này á khi pha sữa đó thì nó là cũng là à, là nó, nó, nó ngầm trong sữa trong trong sữa rồi thì chất lạc đó nó cũng dính ở trong chất độc đó <laughs> thì cho nên là khi thành lạc rồi thì nó cũng có chất độc đó thì thì, thì, thì bảo rằng về cái lạc này đó nó cũng tự nó sữa cho nên nó cũng có chất độc đó không chứ đâu thể mà mà tự nó khác đó. cho nên nói về quyết định trong sữa à, không có chất lạc đó thì điều đó là không được. À. còn nếu nói chất lạc từ nơi khác mà sanh á, thời có gì, thời cớ gì, cớ gì trong nước lã chẳng sanh chất lạc mà phải từ nơi sữa, vì thế nên chẳng nên nói chất lạc từ nơi khác mà sanh. À. À, tức là bởi vì trong thời Phật khi ngoại đạo đó, ha? nghe nói là trong sữa không không chấp nhận là trong sữa có chất là hoặc có hoặc không thì nó chấp về từ cái khác có <laughs> cho nên đây phải cũng bác luôn không là cũng không thể nói từ cái khác không thể quyết định trong sữa có không thể quyết định nói trong sữa không cũng không thể từ nơi khác đó, mà sao mà do nhân duyên đó chứ không nói cố định là và hiểu kỹ rồi đó, đó. À, này thiên nam tử bò cái ăn cỏ tiêu hóa biến thành bạch huyết do phước lực của chúng sanh cỏ huyết biến thành sữa rồi sữa này dầu từ nơi cỏ huyết mà ra nhưng chẳng đặng nói là hai thứ chỉ đặng gọi là từ nhân duyên mà sanh Đó, phật nói rõ hơn là từ nhân duyên mà sanh à, chất lạc nhận đến đề hồ cũng lại như vậy do nhân duyên nên sau khi sữa mất biến thành chất lạc, ủ đông, hâm nóng, đó là nhân duyên. Nhẫn đến đề hồ cũng lại như vậy. Vì thế, nên chẳng đặng nói quyết định rằng trong sữa không có tướng lạc. À, nếu nói từ nơi khác mà sanh, thời ngoài sữa không do đâu để có chất lạc. À, như vậy, thì nghĩa là trong sữa nói quyết định có cũng không được, nói quyết định không cũng không được, nó từ nơi khác sanh cũng không được, mà từ nhân duyên hòa ý phật nói rõ mà nhân duyên tức là không có tánh cố định không chấp cố định còn mình chấp là cố định có thì nó mắc kẹt là cố định có thì đâu cần phải nhân duyên không tức là trong sữa mà nó cố định có chất lạc rồi thì không không cần phải nhân duyên mới thành chất lạc không còn nếu trong sữa quyết định không rồi thì tức là dù có nhân duyên thì cũng không thành lạc được phải <laughs> không? À, cho nên đây Phật kết lại là Từ nhân duyên sanh Cho nên là không cho mình chấp có Chấp không à, Mà từ nhân duyên tức là Sanh mà nó không thật sanh Tức là nó cũng không có hai tánh Từ nhân duyên tức là không có hai tánh Tức là vậy thì gọi là từ nhân duyên sanh Thì không phải có một cái tánh lạc riêng Có tánh sửa riêng phải không? mà nó chỉ nhân duyên thôi là thì đây là cũng để phá cái ý niệm mình chấp thành ra có hai tánh rồi. cho nên đây phật mới dẫn đó thí dụ con bò cái hay không rồi nó ăn cỏ nó tiêu hóa không dần dần nó biến thành sữa rồi, đó là gọi là nhân duyên đó hay không cho nên chỉ là nói nhân duyên sanh thôi chứ không thể nói nó là hoặc là tự sanh, hoặc là từ cái khác sanh, không thể quyết định là có, không thể nói quyết định là không, tức là không có hai tánh cố định. Đó. Như vậy thì cũng để rõ lại cái nghĩa sanh là không thật sanh, <laughs> tức là không thể về ngoài, tức là ngoài cái tánh sửa, <laughs> riêng thêm có cái tánh lạc, nó sanh cái tánh lạc nữa. Đó. Như vậy cho nên tuy lạc từ sữa mà xanh nhưng mà không thật sanh do nhân duyên thôi đó. vậy tức là nhắc mình đó là chớ có theo cái tướng sanh đó mà quên mất cái gốc đó. tức là quên mất cái tánh không hai đó. đó là ý phật muốn nhắc không cho nên à, đến đây đó là phật mới nói rõ lại cái nghĩa minh vô minh đó ừ tức là này thiện nam tử minh cùng vô minh cũng lại như vậy đó đó minh và cùng vô minh cũng lại như vậy đó tức là nhân duyên thôi chứ không nói cố định thấy không là nếu chung với phiền não á thì gọi là vô minh nếu chung với tất cả pháp lành thì gọi là minh vậy tức là nó nó theo duyên thôi à, do đó nên ta nói không có hai tướng vì thế nên trước kia ta nói bò cái ăn cỏ phì nhị ở núi tuyết thời sanh thuần chất đề hồ phật tánh cũng vậy này thiện nam tử do vì phiền não che đậy nên chúng sanh chẳng thấy phật tánh như người phước bạc chẳng thấy được cỏ phì nhị à, như trong biển lớn dầu đồng một vị mặn nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon vị đồng như sữa như nơi núi tuyết dầu xanh nhiều cỏ thuốc nhưng cũng có cỏ độc thân của các chúng sanh cũng lại như vậy. Dầu có giống rắn độc tứ đại, tức là tứ đại là rắn độc đó, nhưng trong đó cũng có diệu dược tức là Phật tánh, tức là có thuốc độc là tứ đại, nhưng mà cũng có diệu dược là Phật tánh. Thì Phật tánh chẳng phải là pháp tạo tác làm ra, chỉ vì phiền não khách trần che phức Nếu chúng sanh nào dứt được phiền não, thời liền thấy được Phật tánh thành đạo vô thượng vậy tức là phật tánh không phải là cái từ nơi khác mà nó sanh ra không phải là cái à, nghĩa là nó có cái tánh thứ hai ngoài gọi là ngoài cái cái tứ đại này ngoài thân tứ đại này ha à, cho nên đây là phật nói rõ để sáng tỏ được cái nghĩa nhân duyên ở trên tức là minh và vô minh đó nó cũng không có tánh cố định của nó là như vậy đó Đấy không Tức là tùy theo nhân duyên mà nó lập Đấy không cho nên đây là nếu mà nó đi chung với phiền não thì gọi là vô minh Đấy không còn đi chung với các pháp lành thì gọi là minh Đấy là sáng đó, tức là tùy duyên tùy theo duyên nhân duyên thì Phật tánh cũng như vậy không? Nếu mà chúng sanh đi chung với phiền não á, thì sao thì không thấy Phật tánh Đấy không? không gọi là thánh mà gọi là chúng sanh và đi chung với phiền não còn nếu chúng sanh mà đi chung với trí tuệ thì sẽ thấy phật tánh à, thì, thì sẽ thành thánh à, cho nên phật tánh không phải là cái tạo tác làm ra chỉ do phiền não che đậy không thấy mà khi che đậy không thấy thì dường như không chứ không thể nói quyết định là không à, phải hiểu ý đó tức là dường như không nhưng mà không thể nói quyết định là không cho nên nếu người tu, không, à, nghĩa là mở sáng trí tuệ tan phiền não, thì liền thấy Phật tánh. thì khi thấy Phật tánh cũng không thể nói quyết định là có, <laughs> phải không? Đó. tức là không phải do dẹp phiền não tan mới có Phật tánh, mà Phật tánh sẵn. Đó. cho nên như vậy thì Phật tánh gọi là chưa từng sanh diệt chưa từng có không mà tức là không phải là do mình không thấy là quyết định là không có do thấy là nó quyết định là có phải <laughs> không là à. vậy tức là phiền não khách trần đó thì sao hiểu được vậy thì cái phiền não khách trần nó là sao nó chỉ là cái duyên tạm thời <laughs> không? phiền não khách trần đó nó chỉ là cái duyên tạm thời thôi nó không có cái tánh cố định mãi mãi Tức là không phải ngoài Phật tánh riêng có cái tánh phiền não khách Thấy không mà phiền não cái trần đó chỉ là cái duyên tạm thời cho nên không có tánh thật của nó à. cho nên chính Phật tánh mới là cái thường trụ không biến đổi à. cho nên cuối cùng rồi á thì thành đạo vô thượng đó cũng là thành trong Phật tánh sẵn có thôi chứ không phải là cái mới thành Hay không phải không à cho nên chính cái ý nghĩa này là cũng nêu cao cái ý nghĩa mà thiền tông nói về đúng ngộ đó, đúng ngộ tức là ngộ ngay cái sẵn cái nơi mình, đúng không đó chứ không phải là cái gì thứ hai khác bên ngoài. Đó. cho nên sáng được cái ý này rồi thì mình rõ được cái chỗ mà ngài pháp loa hỏi về sơ tổ trúc lâm là khi muôn dặm không mây thì thế nào phải không à, thì ngài đáp là mưa tầm tả không? khi mà muôn dặm không có mây hết đó thì mưa tầm tả rồi vậy khi muôn dặm mà mây che kín hết thì thế nào thì ngài đáp là trăng vằn vặt sáng ngời đó, thì chính là chỗ này phải không hỏi à, khi muôn dặm không mây thì thế nào muôn dặm không mây tức là không có gì che hết không giống là trời trong không mây thì ngài đáp là mưa tầm tả <laughs> trời trong không mây mà mình còn động niệm hỏi thì tức là <laughs> có mây rồi nó che rồi không? cho nên gọi là mưa tầm tả còn hỏi là khi mà muôn dặm mà mây che kín hết thì thế nào thì ngài đáp là trăng vằn vặt sáng ngời muôn dặm mà mây nó che kín hết thì không còn chỗ nào để thấy mà ông còn biết ông hỏi đây thì tức là đâu có mất <laughs> à, tức là cũng sáng ngời đó thì vậy tức là trong đây không? vẫn sẵn có, không mất. Nhưng chỉ bị mây che. À, đó thì cũng ngầm chỉ là trong chúng sanh vẫn có Phật tánh. Tuy bị phiền não che phức nhưng vẫn không mất. Phải không? À, vậy thì nếu mà người khéo thì ngay đó mà ngộ ra không? thì mình sẵn có. Cho nên gọi là đốn ngộ. Không? Ngộ ngay đó thì sẵn có đầy đủ, không có thiếu. Không? Cho nên chính chỗ đó mà ở trong kinh Đăng nghiêm mà Ngài An An, ngày khi mà Ngài sáng được, Ngài ngộ được đó, Ngài mới nói bà kệ mà à, gọi là tán tháng á nghĩa là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Đấy không? Đấy. Tức là không phải trải qua A tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Đấy Đấy. Bởi vì thường ở trong kinh thì nói là muốn tu thành Phật là phải trải qua ba vô số kiếp. Còn đây Ngài nói là không phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp mà liền được pháp thân tức là chỗ này bị phát tăng sẵn có đấy. cho nên ngộ là là sẵn rồi đó chứ không phải trải qua ba tăng kỳ kiếp ừ. à, nhưng mà rồi á cũng còn phải tu <laughs> à, tức là ngộ thì liền được ra rồi đó nhưng mà phải tu để sống được như vậy trọn vẹn như đó để cho những cái phiền não này nó nó hết che nè à, cho nên là còn phải tu à, cho nên gọi là à, đây là cũng đi Phật dạy kỹ để mình tránh là không có là chấp qua đầu quyết định có quyết định không là như vậy đó nghe nói vậy thì nó là quyết định nó có rồi thì cứ để nó có thôi đó, thì không phê tu nữa hết là thì đó là mắc kẹt hay không à, à, cho nên đây à, Phật nói rõ lại đó ăn để thấy rõ đó là cái Minh và cái vô Minh đó cũng là cái pháp nhân duyên theo nhân duyên chứ không có gọi là cái tánh thật thì cho nên không có hai tánh đó, thấy không? vậy thì đó, phiền não rồi Phật tánh cũng vậy, cũng không phải có hai tánh nhớ kỹ mà không có hai tánh thì để rõ là phiền não không có thật, không có thật tánh, Thấy không? Đó, tức là không có cái thật tánh của phiền não riêng ngoài Phật tánh đó, cho nên mình tu tỏ ngộ sáng thì phiền não nó tan hết chứ không phải là diệt con cái phiền não bị diệt rồi mới được Phật tánh tức là diệt cái này được cái kia đó là hai tánh đó là, đó là chỗ lầm đó. Đó là phải hiểu kỹ à. cho nên đây là Phật cũng nhắc lại cho sáng tỏ đó là trong thân chúng sanh đó không dầu có cái giống rắn độc tứ đại đó là rắn độc không nhưng vẫn có nhiều dược Phật tánh trong đó à cho nên mình khéo ở ngay đây là mình soi trở lại nhận ra Phật Tánh để mình sống ừ. à, thì nó mình nghĩa là chuyển những cái độc đó không? cũng như những cái phiền não đó thì nó bị chuyển à. ở đây là Phật mới nói thêm những cái ví dụ ví như giữa hư không giăng mây nổi sấm trên ngà của tất cả voi đều xanh bông, à, nếu không có sấm nổ thì bông không xanh, Đúng không, à, tức là đây thì mình cái này thì mình không có chứng nghiệm, mình không có quen cái này chứng nghiệm này, tức là à, theo kinh nghiệm đó, hay không, thì là giữa không đó, khi mà trời nổi sấm đó, hay không, à, thì ngà trên những ngà voi đó nó xanh bông, à, xanh bông trên ngà voi đó, nếu không có sấm thì nó không có xanh bông, thì Phật tánh của chúng sanh cũng lại như vậy thường bị tất cả phiền não che phức nên chẳng thấy được vì thế nên ta nói chúng sanh không có ngã đó, đây là mình thấy rõ ý nghĩa phật nói đó sợ dĩ mà phật nói chúng sanh không có ngã là bởi vì chúng sanh mới làm bị các phiền não nó che phước hết nè không phật tánh bị che phước hết không? cho nên nó không có ngã đó, nói vậy thì không có nghĩa là làm sao không nghĩa là hoàn toàn không có gì hết không? phật tánh không có luôn phải không? Đó. Nếu được nghe kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này, thời được thấy Phật tánh như bông hiện trên ngà vôi. Đó. Thì dầu nghe tất cả tam muội trong khế kinh mà chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời chẳng biết được tướng Như Lai vi diệu như lúc không có tiếng sấm, thời chẳng thấy được bông trên ngà vôi. Đó. Nếu được nghe kinh này rồi liền biết tạng Phật tánh của tất cả Như Lai nói, như trời sấm thấy bông trên ngà voi, được nghe kinh này liền biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. À do nghĩa trên đây nên nói đại niết bàn là tạng Như Lai thêm lớn pháp thân, như lúc trời sấm bông trên ngà voi nhờ đó mà được sanh thêm. À, nếu có thiện nam tín nữ có thể tập học kinh điển vi diệu đại niết bàn này nên biết những người đây có thể báo được ân Phật thật là đệ tử của Phật đó. Đó, như vậy đó mới thật là đệ tử Phật đó <laughs> và mới thật là báo ơn Phật à, vậy thì đây Phật nói cái ví dụ không như trên hư giữa không khi mà dân mây nổi sấm thì trên ngà của con voi đó nó xanh bông là nếu không có sấm thì bông nó không xanh thấy không thì cũng vậy Phật tánh của chúng sanh đó, nó thường là bị các phiền não thấy không? nó che phức cho nên là chúng sanh không thấy được không thấy được à do đó mà Phật gì đó mà nói chúng sanh không có ngã à, tức là sống với cái hư dối không à cho nên nó không có ngã không có cái gì thật ngã hết đó à, nhưng mà khi nghe được kinh điển đại nước vàng này ví dụ này á thì liền thấy Phật tánh à, ha người thì giống như là bông mà nó hiện trên ngà voi thì mới biết nghe là trong mình thật có chân ngã <laughs> là phật tánh không? chứ không phải hoàn toàn có gì hết không? như vậy thì nói chúng sanh không có ngã là do sống trong mê sống trong mê cho nên có phật tánh mà không biết không sống được thành như không có không tức là có mà không biết thành như giống như không có nhưng nhưng gọi là nó không có đó là sao không phải quyết định không mà là sao là như là không, <laughs> không? là như là không có chứ không phải là quyết định là cố định phải không đó là cái chỗ sâu kín mà mình cần phải nhận rõ đó cho nên nó không có đó là giống như như là không phải không à, chứ không phải là nó hoàn toàn mất không không à, nên khi mà được nghe kinh đại niết bàn này liếc, nghe đến cái chỗ chân ngã này á không thì được thấy phật tánh thì xả trừ cái thấy không đó không là tức là nhận ra mình có phật tánh chân thật không là thì như vậy là mới sáng tỏ được cái nghĩa vô ngã mà phật chỉ dạy ở trước vậy cho nên trước Phật nói là nó vô ngã đó là là giả danh đó, đó là, vậy thì mình không có chấp cũng không có nghi, không cho nên đây mới ví dụ là cũng giống như là trời nổi sấm đó, không thì trên ngà của các voi đó nổi bông, không như vậy thì cũng nhắc là, vậy thì mình trong đây ai mà nghe được cái tiếng sấm mà gọi là tiếng sấm đại nước bàn đó, rồi đó. thì tiếng sấm đó gọi là đây là gọi là nổ vang như sấm <laughs> gọi là nổ vang như sấm đó tức là Phật nói rõ chỉ rõ ra vậy thì tại sao mình lại không nghe đó. vậy tức là mình ở đâu mà không nghe? đó, cho nên đó là để mà đánh thức cho tất cả đó à, mình phải gọi là khéo đó không để mà tỉnh dậy đó à. học kinh nước bàn mà không nghe được cái này hay sao? <laughs> cho nên Phật nói nếu mà nghe được kinh này rồi á, thì liền biết tạng Phật tánh của tất cả Như Lai nói, tức là tạng tức là kho đó, cái kho Phật tánh của Như Lai nói, à, vậy tức là đây là không phải một Đức Phật thích Ca nói mà tất cả Phật đều nói như vậy, tức là đây là cái cái lẽ thật mà tất cả Phật đều thấy như vậy, đều nói như vậy, chứ không phải chỉ riêng mình Đức Phật thích Ca thôi. Vậy thì còn gì là mình nghi <laughs> Tất cả Phật đều có thấy vậy Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như vậy Cho nên học vậy rồi Thì giờ đặt câu hỏi là Vậy, vậy trong đây mình Ai Có ai đã nghe kinh này chưa <laughs> đó. Nghĩa là học lâu nay rồi Mà tại sao mình không nghe Không nghe được kinh này Cho nên đó là điều Phật muốn nhắc là Nhắc vô đó đó tại sao học kinh nước bàn mà không nghe được nước bàn, <laughs> không vậy thì mình học cái gì? À, cho nên đó, à. À, cho nên đó là đây là muốn nhắc mình đó là phải học là phải học thấu đến cái nghĩa chân thật này đó, Đấy không chứ không phải là chỉ học trên âm thanh trên chữ nghĩa đó. cho nên vậy là học kinh nước bàn mà không nghe được kinh nước bàn đó, <laughs> chỉ là học trên âm thanh trên chữ nghĩa thôi. À. À cho nên học vậy rồi cho nên có khi nghe mà chán học mà không nghe <laughs> cái đó là cái, 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 đau đó không học kinh nước bạn mà không nghe nước bạn <laughs> không rồi. cho nên có khi học là chán hoặc học ngồi ngủ không đó là bị cái ngã này che mờ nè là còn học mà nghe được chỗ này thôi đúng là nó vi diệu không rồi. gọi là nghe cái chỗ chưa từng nghe mà phải không rồi đó, cho nên đó là Phật muốn nhắc đó. như vậy Phật đã sẵn sàng gọi là mở kho như lai chỉ cho mình mà tại sao mình chưa chịu vào <laughs> đây là Phật mở kho như lai rồi thấy không đó. mà kho như lai không chịu vào mà lại thích vào cái kho chúng sanh lẫn quẩn thì mới thấy làm sao đó. tức là kho như lai là cái kho vi diệu mà phật cũng sẵn sàng mở rồi coi như phật mở chìa phá rồi đó. Không? đó mình chỉ vào thôi mà không chịu vào rồi cứ lo vào cái kho chúng sanh lẫn quẩn này để tự hài lòng trong đó không? thì như vậy là vô minh hay là sáng suốt mà tự hào cho nên đó là mình phải đặt câu hỏi lại để mà cảnh tỉnh mình không? cho nên đây phật nhấn mạnh lại có thể mà tập học kinh điển vi diệu đại niết bàn này á là có thể báo ơn Phật là mới thật là đệ tử Phật <laughs> đó, có thể gọi là tập học kinh điển vi diệu đại niết bàn này đó, thì đó là có thể báo ơn Phật đó đó là mới là thật đệ tử Phật đó tức là tiếp nối ánh sáng Phật ở trên thế gian này đó, và như vậy đó để cho thấy rằng về thì mình tập học kinh điển vi dụ đại niết bàn này đó là là tập học như thế nào à, tức là học sâu để thấy đến cái chỗ là à, chân thật mà Phật muốn chỉ đây đó tức là thấy đến cái kho như lai này đó thấy đến là Phật tánh thường trụ đó đó, đó là mình tập học kinh đại niết bàn đó à, chứ không phải là mình là, là à, học nghe ở trên âm thanh chữ nghĩa à, cho nên đó mình mới thấy được những cái chỗ mà gọi là sâu xa Phật muốn nhắc muốn chỉ cho nên mình thấy học từ trước như vậy đó Phật luôn luôn là tán thán kinh đại nước bàn này không khen ngợi nó vi diệu nó sâu kín không rồi khó thấy khó nghe không rồi ở phần sau này Phật còn nói là đây là cái chỗ nghĩa là nghĩa là hàng thanh văn viên giác là không có thể biết tới nữa <laughs> thì nhấn mạnh cái điều đó cho nên đó là cái điểm mà mình gọi là phải luôn để mà đặt câu hỏi lại cho chính mình đó để mà cảnh tỉnh để mình gọi là học sâu nghe sâu vào trong kinh niết bàn này cho nên là khi mà mình gọi là học qua kinh niết bàn này đó là mình phải thật sự là đúng là 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 có nghe niết bàn <laughs> là học nước bàn nghe nước bàn và sáng được cái cái chỗ mà Niết Bàn Phật chỉ dạy. Thì vậy thì học Kinh Niết Bàn là mình thấy là đủ niềm tin, bất thối chuyển trên đường tu giác ngộ của mình, không nghi ngờ. Thôi bữa nay mình học tới đây. chúng hai sanh vô biên thể nguyện độ